Xin chào 500 anh em, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện của thanh niên Takuma, một nam sinh với thân hình hoàn toàn bình thường, nhan sắc hoàn toàn tầm thường, một tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Hãy cùng theo dõi nhé. Trong khi lớp đang tám rầm rộ về cuộc thi sắc đẹp sắp diễn ra, thì bỗng nhiên Takuma nhà ta bật dậy đi về. Cậu ta còn có một siêu năng lực là làm cho mọi người xung quanh hốt tất liệt mỗi khi nhìn thấy cậu ta, có đứa còn nhảy luôn qua cửa sổ, đến anh thầy cũng bị thân hình khổng lồ của cậu ta dọa cho câm nín, đi ngoài hành lang mà bao nhiêu con mắt cứ dồn về phía Takuma. Nói thật thì cậu ta cũng có muốn như thế đâu, từ nhỏ ai cũng đã sợ thanh niên vì cái giao diện hơi đầu gấu. Ngày nào thanh niên về nhà cũng lao thẳng lên phòng vì quá sợ hãi, bởi căn nhà của mình đã bị chiếm đóng bởi hội chị em phụ nữ. Thế nhưng lên phòng rồi vẫn chưa hết thảm họa vì chị đẹp Futaba và con nhóc Kururi lại diễn bài khổ nhục kế, để không bị cậu ta tặng vé vô gia cư. Takuma chỉ đành bất lực khóc thét trong chính ngôi nhà của mình. Dạo gần đây vụ mấy con ác quỷ tự do tung hoành giang hồ được đưa tin khắp lên cả thời sự. Takuma vừa đi vừa học tập để sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thì đứng hình hết 5 giây khi chị gái Natsuki đi ngang qua. Còn chưa định hình thì Futaba đi tới làm cậu giật hết mình mẩy, rồi lỡ tay đục cả lỗ trên tường. Vốn muốn ở một mình, nhưng lại phải hùa kèo học chung với Natsuki làm cậu ta có hơi không thích, lúc con gái người ta hỏi thì lại đáp thẳng thừng làm con bé nó tức không chịu nổi. Mà ở ngoài, chị hội trưởng hội học sinh Itsuzo cũng đang sôi cả máu, mặc dù họ đã quyết định nhường slot đầu tiên cho Natsuki trước. Hội chị em cây khê nói cô tém tém cái nết lại, phải tỏ ra mình kiêu sa chứ đừng thòm thèm như thế. Yakumo thì cảm thấy bên nhà mình chỉ biết cắm đầu vào học, chẳng có động lực làm chuyện khác gì cả. Vừa dứt lời thì Misa ký đầu cô một cái, rõ là mình lười chảy thay mà lại nói người ta. Ngoài phòng chán đời một, thì trong phòng Takuma chán gấp 69 lần vì bất lực cực mạnh trước độ thông minh của Natsuki, giải có bài toán mà đọc cái đề bà cả tiếng không hiểu. Takuma lỡ tay làm rơi cục gôm nên cúi người xuống lấy, ai ngờ nó lại lăn trúng chỗ hiểm, nên cậu ta đã được Natsuki nẩng cho một phát thoái hóa cả đốt sống. Futaba nghe cái đầu vào nhờ hai đứa đi mua chút đồ. Quan trọng hơn là phải túm tay nhau cùng đi để tình cảm đi lên. Vậy nên mới có cái cảnh hai đứa dắt tay nhau trên đường. Bỗng đài phát thanh vang lên thông báo khu này, gần đây ác quỷ lộng hành lắm nên hãy hạn chế ra ngoài buổi tối. Natsuki kể cho thanh niên hổ báo nghe về lùm xùm trên trường. Những vụ tai nạn đó, khiến mọi người hiểu nhầm cậu là người gây ra đờ giam ma ác quỷ. Con bé vừa mới khen lần trước trông Takuma ngầu lắm, thì nguyên một con quỷ to thù lù nhảy ra đập phá đồ đạc. Lúc này bàn tay hai đứa nó phát ra một thứ ánh sáng khởi động kết giới, nó là một con quỷ cấp cao, Takuma sợ tụt quần kéo tay Natsuki té trước nhưng con bé không chịu. Chỉ thấy con quỷ dậm chân một cái, bụi bay tít mù, cũng may Takuma lao lên đỡ cho Natsuki một vố, sau đó nụ hôn của Takuma đã thức tỉnh sức mạnh của Natsuki. Với châm ngôn tình yêu là sức mạnh của thiếu nữ, cứ yêu vào là mấy chị em nhà này sẽ biến thành siêu nhân. Đương nhiên con ác quỷ cũng bị cô đá đít xin thua. Natsuki nói với nam chính đừng trầm cảm nữa, hãy đứng dậy làm anh hùng giải cứu thế giới đi, mạnh mẽ lên. Ngày hôm sau, ba chị em lại vác sự xinh đẹp của mình đi học khiến bao chàng trai phe phái, chảy nước miếng. Phía trước toát ra mùi dễ thương bao nhiêu, thì Takuma lại xấu xí đi phía sau bấy nhiêu, nhìn hắn còn tưởng đang ôm cả lô thuốc súng đi theo lên lớp. Hôm nay cũng là ngày báo điểm thi, nhìn thấy ba chị Itsuzo nhà Mĩnh vẫn đứng đầu bảng làm cho đứa đứng tóc cuối, như Natsuki chết trong lòng nhiều chút. Mutsumi thấy thế nên vội an ủi con bé đừng buồn, hãy vui lên vì học có hơi ngu nhưng chơi game thì miễn bàn mà. Sau đó hai đứa dò hạng của Takuma, thấy một cái mà cứ phải gọi là chạy đi tìm ngay, rõ bình thường mồm cứ đớp học tập để sánh vai với các cường quốc, mà lại đứng bét khối, thế là dở rồi. Thanh niên nói to, tại mọi người cứ nhìn mình nên mình mới không dám làm bài được đấy chứ. Nghe nó nói xong, Natsuki lao tới túm như túm cổ gà mắng cho cậu ta một trận tơi bời khói lửa làm cậu ta sợ quá, mà phi thẳng xuống dưới. Bỗng ai đó gọi Takuma lên phòng phát thanh, cậu ta còn đang vừa đi vừa nghĩ phát này sẽ bị đuổi hay đình chỉ, thì nguyên cả đống dây xích to bự chà bá lửa từ đâu chui ra trói cậu ta lại. Cứ tưởng con nào bố láo dám bắt mình, hóa ra lại là cái đứa Itsuzo, đúng là khác người nên cách gạ trai đi hẹn hò với mình cũng phải khác bọt. Con bé nói phải tranh thủ trước khi lũ ác ma lại tới, vậy nên cô phải lên level cái đã. Đã thế con bé này nó còn dụ Takuma đi làm anh hùng cứu thế, chứ đừng học nữa, học nhiều bị giỏi đấy. Xong cái nó bắt đầu lên cơn thả thính Takuma dồn dập, chắc là thấy con em của mình hôm qua choảng nhau ác quá nên, cũng ham hố lên cấp đây mà. Itsuzo mang ra một hộp bento, mà mình tự tay làm rồi đút cho Takuma một miếng, nhìn cái biểu cảm của cậu ta là đủ hiểu độ ngon của cái món ăn này, ngon như nào rồi. Thất bại là bà ngoại thành công, Itsuzo chuyển sang chiêu thứ hai, massage tẩm quất nhưng nó bị sao ấy, cứ
Cứ thế chiêu 3 rồi chiêu thứ N, tất cả đều là bả ngoại thành công. Itsuzo sang chấn tâm lý gục trên đất, nghe thấy tiếng chuông vào lớp mà Takuma như thấy lại mặt trời, cậu vội vắt háng lên giò chạy một mạch ra ngoài. Sau khi thay đồ thể dục, Itsuzo giận tím người bước trên sân thì bắt gặp một con ác quỷ mập đuỵt, ánh mắt ta chạm nhau rồi con quỷ nhẹ nhàng lướt qua chỗ con bé. Lại phải choảng nhau, Takuma lôi kết giới ra nhốt chú ta lại, hiện tại thì Natsuki chưa đủ trình để chơi với nó mà cả Itsuzo cũng chịu. Vậy nên Natsu nói để mình trêu đùa cùng chú ta một chút câu giờ, để bà chị nâng le vừa còn Mutsumi, thì chưa có cửa tham gia. Sau đó cô hôn Takuma cái chụt, rồi biến hình nhảy vào chơi đùa vui vẻ cùng ác ma. Cô lôi ra xương xương 50 cây kiếm rồi ném về phía chú ta, nhưng người nó cứ như cục sờ lam, vừa thủng lỗ 2 giây sau lại liền, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc Natsu không để ý, ác ma đã túm con bé lại quẩy banh nóc chói em bằng cả vạt, penthouse trên Đà Lạt cùng mình. Kết giới sắp không trụ được mà cả người cũng thế, lúc nguy cấp y như ngàn cân treo sợi kẽm, thì Itsuzo đã nâng le vừa thành công quay về dùng dây xích giữ nó lại. Phát cuối cùng, Natsuki dùng cây kiếm mạ vàng của mình thọc cho chú ta một cái, tiễn nó về với cát bụi. Cô nói là mình bị chị Google lừa nên đi lạc. Sau đấy thì ai về làm việc đấy, mà cái thằng tóc vàng này, cứ tưởng là bạn bè bình thường ai ngờ lại là một con quỷ chó săn của tên Gam. Thế là hôm sau Takuma đã cùng Mutsumi đi ăn pudding ở quán tủ. Cô ngồi nghĩ giờ mà ai bắt gặp thì kiểu gì cũng tạo drama mà nếu như, cứ thế đi về thì cũng hỏng hết phi vụ làm ăn. Vừa nghĩ xong, thì bàn bên cái thằng trẻ trâu Yamada đang nổ banh nóc với lũ bạn của nó, là mình quen với Mutsumi. Takuma ngồi không cũng bị kéo vào cuộc tám chuyện của bàn bên, nghe chúng nó nói xấu mình mà muốn thổ huyết. Yamada kêu than với lũ bạn ngày nào mình, cũng bị Takuma ném qua cửa sổ, gáy to mệt quá vươn vai một cái thì ánh mắt ta chạm nhau. Yamada giật mình hoảng hốt nổ động cơ xì khói. Mutsumi thấy thế thì hơi tụt tâm trạng vậy, nên cô nói Takuma hôm nay hãy quẩy banh nóc xả xì chết luôn, hỏi Takuma muốn đi đâu thì cậu ta lại kéo cô đi mua sách. Vì tuần sau có bài thi thử tốt nghiệp, nên cậu ta muốn ôn tập nhiều hơn để còn gỡ lại bài hôm trước nữa. Nhìn Takuma làm Mutsumi quá là hâm mộ, vì cậu ta làm con bé nhớ tới cái thời còn cởi chuồng tắm sông, lúc đấy cô có bị một con quỷ trêu chọc. Từ lúc đấy thì con bé bắt đầu sợ hãi, mất hết tự tin chiến đấu, không chỉ có cô mà Itsuzo cũng thế và họ đều được Natsuki cứu, mà Itsuzo lúc này đang làm cô giáo dạy thêm cho con em gái siêu đần của mình. Quay về chỗ đôi chim non, Mutsumi kể cho nam chính rằng mình chẳng muốn làm idol đâu, chỉ là cần ai đó làm người nổi tiếng để có thêm nhiều cơ hội hẹn hò, không ai muốn làm nó cả nên cuối cùng idol lại rơi vào tay cô. Nghe thấy Mutsumi nói làm Takuma nhớ lại cái chết của mẹ. Đột nhiên thanh niên trở nên lạnh lùng boy cầm cuốn sách đi thanh toán, cơ mà nó vẫn làm cho Mutsumi càng cảm thấy cậu ta ngòi lòi con giỏi. Rời khỏi hiệu sách, đôi chim non bàn xem nên đi đâu tiếp thì ở một góc nào đó, tên chó săn đang ngồi rung đùi chăm chú theo dõi họ từng chút một, vừa ăn bánh mì vừa thèm nhỏ dãi trước body siêu mờ lem của Mutsumi. Thanh niên phản diện nghĩ ra một trò hay để phá đôi chim non, thế là cậu ta cho cái loa con vịt nói to idol Mutsumi đang ở đây, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mutsumi đã nhận ra chính là con quỷ mất dạy đấy làm, tuy nó cấp thấp nhưng có niềm đam mê mãnh liệt phao tin đồn của người khác, cậu kéo tay Mutsumi chạy trước khi bị tìm ra. Hai đứa chạy ra đến cửa sau rồi nhưng có hai thanh niên đã đuổi kịp, rối quá không biết tính sao nên chui đại vào một cái tủ, nhìn cái bản mặt phê pha hơn lên đồng của bà idol là tôi biết bà phái phái. Con bé nói dựa vào level hiện tại thì có thể bay lên để trốn, nhưng danh còn hơi thấp, trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ, bây giờ muốn trốn thì phải hôn cơ. Chiều cao thì hơi khiêm tốn mà cái tủ thì chật, Mutsumi kiễng chân mãi không lên, bên ngoài thì lũ đấy vẫn dai như đỉa không chịu đi, đã thế lại còn thêm cái cục loa vàng red cứ oang oang cái mỏ. Rối càng thêm rối nên Takuma đã lôi bảng cửu trương gia nhầm, căng quá chả để ý mình đang dẫm lên chân Mutsumi. Mà con bé lại cứ tưởng Takuma đang nghiêm túc nên lại càng cố khởi động sức mạnh, bỗng cái loa mất nét nhìn ra có cái gì đó, bị kẹt ở trên cái tủ nên oang oang cái mõm. Takuma đã hốt tất liệt lắm rồi. Mà Mutsumi còn cần thêm 20 giây nữa mới xong, 10 giây đếm ngược, lúc thanh niên bên ngoài chạm tay định mở cửa, thì ánh sáng chói lóa của chị Đông Nhi vụt xuống. Nguyên cây thương chọc thẳng vào cái loa chết tiệt làm nó bay màu, một cơn gió thổi vụ qua họ bay cái vèo ra ngoài, Mutsumi đã biến hình thành công. Đang ngắm hoàng hôn phê pha lãng mạn thì hình như hai đứa đang tụt xuống, hóa ra là danh của Mutsumi còn thấp, bay nãy giờ, motor hết điện rồi. Thế là Mutsumi tắt đèn, cả hai đứa rơi tự do với độ cao 69m xuống đất. Ở một góc nào đó, chị gái Ichika giấu mặt, của hội chị em cây cà gem đang còng lưng gánh tụi em nhỏ đi hẹn hò, với Jai. Đấy làm gì có cái gọi là ăn may, toàn chị đây giấu tay bảo vệ chúng mày cả, ở đầu dây bên kia,
Futaba hỏi cô chị có định ghé thăm lễ hội của trường sắp tới không? Cả hội chị em cây lúa ngoại trừ Sino chưa sạc đủ điện thì đều sẽ tham gia, mời mọc như thế rồi mà. Ichika đáp có mỗi câu xanh dờn, đi thì đi nhưng là vì bảo vệ lũ em gái yêu quý, chứ còn thanh niên Takuma kia thì chị vẫn chưa lọt mắt xanh của chị. Cô còn dặn Futaba hãy cẩn thận. Quay về chỗ thanh niên chó săn bên team phản diện, hắn ta vẫn đang đớp hamburger ngon lành cành đào sau khi làm ra bao nhiêu, là rắc rối. Đang nuốt dở, thì cấp trên của cậu ta mau làm việc đi chứ đừng rảnh háng ngồi ăn uống như thế. Cậu ta nói chị cấp trên cứ bình tĩnh, không phải cậu ta lười mà là thời chưa đến. Còn Takuma lúc này cuối cùng cũng lết cái xác về đến nhà, sau một ngày đi hẹn hò với idol đầy sóng gió. Hôm nay Takuma nhà chúng ta đi làm bài thi thử, nên hội chị em ngồi nhà chờ cậu ta về để ăn lẩu chúc mừng. Thanh niên quay trở về trong bộ dạng không thể teo hơn được nữa vì lần này, cũng như lần trước, hốt tất liệt quá chẳng làm được câu nào. Hội chứng sợ người của cậu ta ngày càng nặng thêm chứ chả thấy giảm đi chút nào cả, thấy thế Misa nói họ chơi trốn tìm xả xỉ chết. Futaba rút được que màu đỏ nên sẽ làm quỷ, quả này cả lũ đen, rồi vì bà này có cái luật cứ ai bị lấy mất quần xà lỏn sẽ thua. Takuma định bụng trốn vào đâu đó rồi ngồi học bài, thì bắt gặp Misa đang xe chỉ luồn kim, cô ấy nói mình đang kéo chỉ chạy khắp nhà, để sử dụng siêu năng lực cảm nhận sự di chuyển của Futaba. Cô bảo là cái con bé Futaba này tuy còn ở danh sách, nhưng sức mạnh của nó cứ phải gọi là ở cái tầm, vậy nên nó mới có cái biệt danh nữ hoàng chôm xà lỏn. Misa nói thêm mình sẽ trăng dây khắp nhà, còn hai đứa chuẩn bị tinh thần tấn công đi. Rõ mồm nói chắc cú lắm, mà chỉ hai giây sau bà Futaba đã đục cả tường đi vào tìm thấy cả bọn. Trời ơi cái mụ này, mỗi khi thấy mụ đeo kính là tập xác định toang luôn vì mụ bị cận. Misa ném Takuma bay thẳng lên trời, để lại sân khấu cho hội chị em. Ở ngoài sân, lúc Natsuki và Kuzuji đi ra, thì đã thấy gương mặt đáng thương sợ trắng cả người, chẳng biết con bé Yakumo đã làm gì nó nữa. Natsuki bắt đầu lên kế hoạch phản đêm, vì cô biết độ khét lẹt của bà chị Futaba cứ phải gọi là đỉnh của chóp, vừa mới dứt lời thì Tào Tháo tới. Trời ơi chỉ là chơi đùa xả xỉ chết, mà lôi cả vũ khí tối thượng ra quánh nhau thế này, thì có phải trò chơi nữa đâu hả mấy thím. Takuma bất lực toàn tập đi tới nhà kho trốn cho yên cái thân, còn chưa kịp mở cửa thì bà nữ hoàng chôm xà lỏn đã ở phía sau. Cứ tưởng phát này toang rồi, thì Futaba đưa cho Takuma cái bùa may mắn cho việc học, sau đấy cả hội chị em ở phía sau nói là mấy nữa đứa làm cho cậu đấy. Hóa ra là hội chị em bày ra trò này, để giúp Takuma xả hơi sau bao ngày cày cuốc ôn bài, mà chơi hăng quá nên hơi lố. Thế mà dọa cho nam chính nhà chúng ta sợ đến nỗi hồn bay ra khỏi xác luôn. Tới tối, Takuma tụng kinh niệm Phật như mọi lần. Cậu cũng rất vui vì lâu lắm rồi không được nhận quà từ người khác. Hôm sau lên lớp đến phiên mình trực nhật, nên Natsuki vui vẻ không quạo dọn dẹp lớp học, nhìn thấy thằng nam chính chỉ cắm đầu vào học, mà con bé suy nghĩ có phải cậu ta không có hứng thú với mình. Mải nghĩ quá làm thằng bạn ra, mà ra đứng bên gọi banh cả lỗ họng cũng chẳng để ý, con bé quay ra hét cái làm thằng nhóc sợ quá ngã cả ra đất. Natsuki nắm lấy tay cậu ta xin lỗi làm con tim loạn nhịp, rồi lại nhảy xuống cửa sổ nữa. Bỗng có mấy con bạn tới bảo Natsuki thay thế một con xin nghỉ trong hôm nay, để tí con tổng duyệt, khỏi cần đồng ý, chúng nó đã lên đồ hầu gái xong xuôi cho con bé. Bỗng thanh niên Inukai phản diện đội lốt học sinh ngoan tới duyệt hoạt động, nó còn giả vờ thân thiết với Natsuki, thả thêm cho cô cân đường, ngoài mặt khen thế thôi chứ bên trong là ghét lắm rồi. Inukai nhấc luôn nam chính lên thẩm luôn, Natsuki nói câu nào là lũ con trai trong lớp vọt cả máu múi, yêu liền, nhưng Takuma vẫn mặt lạnh tanh chả để ý. Con bé bày đủ các thể loại cho con bò ra gạ nam chính, còn làm kem bay tung tóe, bên dưới là vừa tức vừa không chịu nổi rồi đấy. Thanh niên Inuki lại lôi viên đá màu đỏ ra, lập tức lũ bạn bị biến thành đống quỷ xấu xí. Chúng nó bu kín Takuma tẩn cho cậu một trận te tua tơi tả, có đứa còn chơi đểu kéo chân Natsuki, thấy thế, nam chính nhảy vèo lên, chỉ với một cú đấm thần thánh đã thôi bay bọn chúng. Hú hồn cái tâm hồn còn nguyên, sau đấy thì hai đứa cùng nhau đi về nhà. Takuma có khen Natsu dễ thương làm con bé ngại quá chạy đi luôn. Hôm nay là lễ hội ở trên trường, Takuma thì vẫn thế, đi đến đâu là người ta tránh như tránh tà, có đứa sợ quá ngã cái ngủm, thanh niên một nụ cười luôn hé làm cậu ta sợ xón ra quần. Yakumo nói Takuma đi thôi trước khi dọa cả cái lễ hội, hai đứa ghé qua chỗ Natsuki, nhìn chúng nó đi cùng nhau làm Natsu ghen nổ đom đóm mắt, sau đấy thì Misa cùng hai con em nhỏ đi vào, trông thấy Takuma có cả đàn gái bao quanh làm lũ bạn há hốc mồm. Không thể tin được, Misa nói, để cho Natsuki nhảy cha 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 với nam chính trong lễ hội tối nay, trong lòng con bé thì vui như nhặt được viên kim cương của cô hằng rồi. Hội chị em biết tỏng rồi nhưng thôi miễn cưỡng năn nỉ nó thế để nó đi kẻ danh. Takuma bảo mình không muốn làm bạn nhảy của Natsu, vì cậu ta cảm thấy gần đây, mọi người lạ lắm.
Linh cảm nhạy như cậu vàng của Takuma mách rằng, cậu ta sẽ bị ngỏm nếu nhảy cùng con bé, bị từ chối thẳng thừng làm Natsuki nhục quá chẳng biết chui vào đâu, nên đã cố tỏ ra là mình ổn rồi quay người đi làm việc tiếp. Con bé ngồi ở một góc mặt buồn hiu, Futaba đi tới an ủi con bé. Cô đưa cho Natsu tờ poster cuộc thi sắc đẹp làm con bé hoang mang ngơ ngác, là Itsuzo đã đăng ký cho cả ba đứa, không chịu buộc chịu. Với lại lễ hội này là cơ hội tốt để cày danh nên cứ quẩy nhiệt tình đi, mọi chuyện đã có cô cả Ichika bảo kê. Tới tối, để tăng độ kịch tính cho game, Takuma cùng hai chị em Misa và Kuzuji đi dạo một vòng quanh nhà ma, bản lĩnh thì có đấy nhưng vào đây thì vẫn phải cầm tay. Misa bất lực dắt tay cả hai đứa đi vào, có thanh niên cùng lớp nhìn thấy Takuma đi đu đưa đi với gái còn mình, thì phải còng lưng lên làm việc trong này, tức quá nên đã bày trò trả thù. Cậu ta mang mấy cái hình nộm treo thòng lòng dọa, cho con bé Kuzuji chạy té khói, thanh niên còn thả con lươn ra làm nó chui tọt vào chỗ không nên chui. Takuma sau khi túm được con lươn, thì vắt giò lên cổ chạy thẳng ra chỗ hồ nước vừa thả nó đi, thì Inukai tới bắt chuyện, giả vờ như thân thiết lắm. Chính ngay vào lúc này, một con ác quỷ chui ra góc vui, mọi người cũng bị biến thành lũ xác sống, mà Takuma bên này cũng bị Inukai chọc cho một cái. Hội chị em cây cà rem rối hết cả lên vì chỉ tìm ra cửa vào kết giới, còn Takuma thì không thấy đâu cả. Misa nói Natsuki đứng, ngoài canh cổng đợi Takuma còn mình sẽ đưa mấy nữa còn lại, vào bên trong kết giới chơi với con quỷ. Chị gái nhìn lũ em hơi hốt thì nhắc là, cứ theo nguyên tắc anh sư phụ đã dạy mà làm, quan trọng là đừng để ngủm củ tỏi vì còn phải về nhà làm bữa ăn uống no nê nữa. Yakumo lên nhạc còn Kuzuji khai pháo mở bát, nhiệm vụ của họ bây giờ là không để cho chúng vào gần cái màng kết giới. Natsuki ở ngoài đang cong mông lên choảng lũ xác sống, cơ mà chúng nó còn đông hơn hội người yêu cũ của tôi, may quá bà chị cả Ichika tới kịp giúp một chân. Trong khi ngoài kia tất bật quật nhau túi bụi, thì thanh niên Inukai lại ngồi ngấu nghiến cả cái bàn toàn đồ ăn, làm thêm ly sinh tố lúa mạch cho đời thêm đẹp. Còn Takuma thì bị trói trông thảm hơn cả con gà dù, buộc người ta lại cho đã rồi mời người ta ăn, không ăn thì bị đạp cho như con ghẻ, chơi thế ai chơi lại mày. Quay về chỗ sàn đấu, Misa chỉ còn lại có 5 con búp bê, không biết trụ được đến bao lâu. Ở bên ngoài, hai đứa cũng khá là yên tâm vì chỉ cần kết giới còn, thì Takuma cũng chưa hẻo. Natsuki nói với bà chị vô tư đi vì cô có niềm tin mãnh liệt. Vào nam chính, Takuma mệt quá mà ngã ra đất, trong lúc mê man, cậu nhìn thấy mẹ của mình, mọi người và cả Natsuki nữa. Vì hồi sáng Takuma có tới tìm con bé để trả lại lá bùa may mắn, vì sợ lỡ như mình mà ngỏm, là cả lũ cũng toang. Natsuki nghe xong chửi cậu ta đúng, là đồ thiểu năng và mắng cậu ta thêm một vố cay cú. Nghĩ tới đây làm Takuma như được nạp thêm năng lượng, cậu đứng lên định phang cho Inukai một cái nhưng không thành, ngược lại còn bị nẩng cho không trượt phát nào. Lúc này Futaba đi vào. Sập dai chưa, không để cho thanh niên phản diện hỏi, chị gái đã tự trả lời, là bà cô cả nhà mình đã soi hết 862 người trong trường, rồi đánh dấu lên người cậu ta. Inukai chuyển mốt chị Nguyệt Thảo Mai ngây thơ vô số tội nói hai đứa chỉ đang trốn, ở đây thôi chứ có chuyện gì đâu. Futaba nghe mà ngứa cả đít, cô dùng tứ dương chỉ chọc vào bụng cậu ta một phát thốn tận búi chỉ, đồng chí Futaba lên đồ. Thanh niên Inukai vênh vó thách chị đẹp dám nhúc nhích, úi chị lại sợ mày quá. Nói xong cô dựng lên một bức tường rồi quay ra bảo Takuma mau chuồn đi, nhưng vết thương ở ổ bụng của cậu bắt đầu có mấy cái răng chui ra. Uchuchua mà ơi, nó là mấy cái răng của tên ký sinh Inukai. Lá bùa trong người bắt đầu enchanted làm cho vết thương của Takuma lành lại, như mới. Bây giờ là, tới lượt Inukai nhận lấy cú đấm thần thánh đến từ vị trí chị đẹp Futa. Takuma bé nhỏ len lỏi khắp cái hành lang vừa chạy vừa quánh lộn túi bụi, với lũ xác sống, tuy là bị chúng nó quật cho sấp mặt nhưng thanh niên không hề bỏ cuộc. Ichika đứng sau mở đường giúp cậu ta rồi chặn đám ác ma phía sau lại, Takuma cuối cùng cũng đã chạy đến chỗ Natsuki. Con bé nhìn thấy thanh niên chưa dụng mất chi nào vui quá ôm một cái, rồi kéo nhau đi nâng lever, sau một màn mây mưa ngập nước, Natsuki đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Con bé rút mấy cái kiếm của mình ra nhắm thẳng tới chỗ con ác quỷ, thế nhưng nó chẳng ăn thua, mấy thanh kiếm đều bị hất ngược trở lại. Không những thế con quỷ này, còn có một chiếc bụng đói để ăn được hết tất cả mọi thứ trên đời. Vậy nên ba cái vũ khí này không xi nhê gì với nó. Máy quay chuyển tới chỗ Futaba, hai đứa đã kéo nhau ra sân chơi cho rộng, dù là bị hành cho lên xuống 12 cái bờ nhưng Inukai vẫn còn gáy to lắm. Bỗng có hai cái mũi tên bay vọt ra, Inukai tranh thủ chuồn mất, nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã giúp nam chính trở nên mạnh hơn. Quay về bên trong kết giới, Natsuki rút kiếm thánh của mình ra một cái là, gió bắt đầu đập vào mặt cả lũ, thanh kiếm chém phang một phát cắt con quỷ làm hai, game là dễ. Inukai lúc này bị bà cấp trên chửi cho túi bụi, thảm quá, trông cũng tội mà thôi cứ kệ. Đánh xong trận thì trời lại trong veo trở lại,
Mọi người trong học viện tỉnh dậy có hơi hoang mang ngơ ngác một chút nhưng kệ, đi cổ vũ cuộc thi sắc đẹp cái đã. Người chiến thắng không ai khác chính là chị Idol Mutsumi trong bộ cosplay thành chị cảnh sát xinh đẹp. Sau khi nhận giải, Mutsumi tới rủ Takuma đi tới lễ hội khiêu vũ, nhưng cậu ta lại đáp tỉnh bơ mình muốn nhảy cùng Natsuki làm ca ba đứng hình. Hóa ra là mấy đứa này trước khi thi có chơi lớn cá cược, ai thắng sẽ được nhảy nhót cùng Takuma, thấy thế chị Idol đã chủ động rút lui nhường slot lại cho con em mình. Itsuzo hỏi Mutsu có thấy tiếc không nhưng con bé không tiếc đâu, ngược lại còn vui vẻ không quạo vì lần đầu tiên được Takuma nhờ vả. Lúc này trong phòng thay đồ chỉ còn có hai đứa, Natsuki ngại đỏ cả mặt vì cái vụ mây mưa leo danh hôm trước. Nhìn Takuma cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra làm trí tưởng tượng phong phú của con này nó nghĩ tới cảnh mình sắp bị tống ra khỏi nhóm. Ai ngờ Takuma chỉ muốn nói cảm ơn cô thôi, với lại thanh niên mời cô đi quẩy là để chữa bệnh hội chứng sợ người của mình. Nghe xong mà Natsuki hú vía, buổi khiêu vũ sẽ diễn ra trong 10 phút nữa, chị đẹp kéo lấy Takuma, kiễng chân rồi nấu cháo với cậu. Cô hỏi nam chính sẽ tiếp tục giúp hội chị em giải cứu thế giới chứ? Hai đứa nắm lấy tay nhau quẩy nhiệt tình quanh đống lửa. Thanh niên Takuma lên đồ, quyết tâm dùng đôi tay của mình giúp hội chị em giãn gân cốt sau trận chiến vừa rồi. Người đầu tiên đương nhiên là bà chị lớn Futaba rồi, tư vấn về tim mạch nhưng hơi sai số nên lại buôn nhầm sang mảng lịch sử. Misa chả hưởng ứng cái trò chơi này nên mặt đằng đằng sát khí đi vào mắng cho trận, rồi đi ra. Tới phiên Itsuzo, thì cậu ta nói muốn kiểm tra nước tiểu dọa cho con bé hồn bay phách lạc, sợ quá chạy đi luôn khỏi khám. Mutsumi sẽ là khám răng, nghe xong hơi giật mình vì ban nãy có ăn bún đậu mắm tôm, chưa có nhai sinh gum thảo dược mắt lạnh bạc hà. Natsuki vừa vào anh bác sĩ đã đòi lấy số đo 3 vòng, lập tức ăn luôn cú đấm ngã nhào ra đất, đến lượt ra Kumo thì hay ho hơn nhiều, với sự đảm đang vốn có của mình. Cô chọc ngoáy lại làm Takuma cong giỏ bay luôn ra ngoài. Cuối cùng là Kuzuji, lần này chẳng khám gì cả, chỉ là ngồi tám chuyện đông tây, nhìn thấy ai đi vào cũng đều bỏ chạy mà chưa khám được gì. Kuzuji lôi ra cái công tắc, ấn nút một cái, cả người Takuma sáng rực lên. Vốn là kích hoạt chức năng super chữa bệnh, nhưng mà lỗi kỹ thuật làm cái bộ đồ chuẩn bị phát nổ, Takuma muốn cởi cái áo ra nhưng không được. Không nghĩ nhiều thanh niên chuyển mốt chạy ngay ra sân, chỉ thấy có nguyên đám khói đen thùi lùi cùng tiếng hét lớn. Sau đấy là nam chính nằm trên giường cả người quấn băng như xác ướp Ai Cập cổ đại. Khổ thân thằng bé, hết bé rồi mà vẫn khổ, rõ chơi trò bác sĩ, sao bác sĩ lại nằm liệt giường, hội chị em đã không an ủi người ta lấy câu nào, rồi còn thi nhau cả khịa thanh niên nữa. Misa cười cái cảm ơn Takuma, dù sao thì cậu ta cũng chỉ muốn quan tâm tới mọi người thôi, nói rồi cả lũ vui vẻ không quạo bón cơm bón canh cho người bệnh ăn. Hôm sau, Misa thức dậy thật sớm lúc 12 giờ trưa. Vừa ngó cái đầu ra đã thấy Itsuzo lại trổ tài nấu ăn cho Takuma, dọa cậu ta chạy không dám cả quay đầu lại. Misa nói cô là cứ từ từ thì khoai mới nhừ, làm sồn sồn lên như thế này thì chỉ khiến cậu ta bỏ chạy thôi. Itsuzo nhờ bà chị làm thử cho mình một buổi hẹn hò, vì là tấm chiếu mới chưa được trải lần nào nên con bé không biết phải làm sao. Xong cái nó bắt đầu lấy cái biệt danh bậc thầy tình yêu của Misa ra nài nỉ làm cô phọt cả cơm ra ngoài, rõ lúc ở nhà mình ế chồng mông. Mà có cái đứa nào ác thế đồn ầm lên mình là bậc thầy siêu lãng mạn. Ăn mày quá khứ một chút thì lúc đấy Misa làm gì rảnh mà yêu với đương. Suốt ngày cùng hai con chị đi chọc tiết lợn bị đuổi tụt lòn. Không đi săn thì cũng trông cả mấy đứa em. Bận mù đầu tóc rối cả đi đái cũng không có thời gian. Thế là cô từ chối Itsuzo, thấy thế con bé buồn lắm. Nó bắt đầu dở bài mít ướt thành công làm bà chị mềm lòng. Sau đấy Misa gọi Takuma tới giúp mình gấp quần áo còn mình lại tiếp tục xe. Chỉ luồn kim làm. Nốt con gấu bông siêu to mà Natsu nhờ. Nhìn thanh niên chăm chỉ làm việc, Misa thấy cậu ta cố gắng lắm mà chẳng khá khẩm là bao, chẳng hiểu động lực nào giúp cậu ta sống tới tận tập này nữa. Ở chung với con gái trong phòng, mà còn là chị gái có body mềm làm Takuma áp lực quá mà Misa cũng có vẻ như hơi ngại. Gấp chán chê rồi thì cũng xong núi quần áo, Misa nhìn mà lóa con mắt, nó gấp còn đẹp hơn cả mình, Takuma mới tâm sự mỏng, rằng mình mất mẹ từ nhỏ nên toàn tự làm mấy việc lặt vặt này hết. Con gấu bông mà Natsuki nhờ Misa làm đã xong, nhìn con bé vui còn hơn được cho kẹo, Misa cũng làm cho Takuma một con phiên bản mini. Tới tối, Itsuzo khen díu dít làm Misa ngại muốn độn thổ. Hôm nay hội chị em cây cà gem nhận được hộp bà của bà chị, bên trong toàn là sơn hào hải vị, còn một lá thư về lời tiên tri của anh Bô nữa. Nó nói ngày mai ác quỷ sẽ tấn công. Cái lũ quỷ này đúng thật là dai như con nợ. Futaba nói Natsuki gánh tim như mọi khi rồi bảo cô giúp họ biến hình. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà đi sạc pin với Takuma mãi chẳng có tác dụng. Bỏ qua màn phát cơm chó bỏng mắt, Kuzuji mang ra bảng tham số level của mọi người, Takuma cũng có phần. Mọi người nhìn mấy cái con số của Natsuki,
mà thấy tò mò vì AP của cô đã tụt về không. Rõ là hôm ở lễ hội hai đứa nó đã làm gì nhau rồi đây này, kệ bọn kia. Futaba cùng Misa lại tiếp tục ngồi phân tích xem mai ai sẽ ra trận. Sau một khoảng thời gian làm việc nghiêm túc, với cả hiện tại thì Takuma có thể biến hình cho hai người, bà chị quyết định dành slot cho Mutsumi và Yakumo. Hôm sau, Mutsumi có buổi chụp mẫu ảnh nên Takuma đi hẹn hò với Yakumo trước, nhiệm vụ của họ là nắm tay một tiếng để leo danh. Khác với mấy chị em trong nhà, bà Yakumo này là người chơi hệ lạnh lùng, đanh đá, nói câu nào là cứ như sát muối vào tim Takuma câu đấy, cậu ta còn bất lực ngã lăn ra ghế luôn cơ mà. Hội chị em thấy có hơi tò mò nên cũng lén đi theo quan sát từ xa. Natsuki nhớ lại hồi hôm qua, nam chính có đến hỏi mình về Yaku. Cậu ta bảo mình cứ cảm thấy con bé ấy có gì là lạ. Natsu nói có lẽ là, Yakumo không thích nghe tiếng tim đập của cậu vì cô ấy là chiến thần với đôi tai siêu thính. Con bé đó là gen trội vừa siêu đặc biệt vừa hiếm thấy, vì có thể nghe được tất cả những âm thanh, dù là nhỏ nhất nên con bé mới hay đeo tai nghe để ngăn lại. Nghe tới đây làm Takuma nhớ về cái lúc Yakumo giận tím người khi cái tai nghe bị rơi ra, Natsuki còn khuyên cậu đừng căng thẳng quá sẽ không sao đâu. Quay về chỗ đôi chim non, mặt của Takuma lúc này còn nghiêm túc hơn cả đi hỏi cưới con nhà người ta, vừa nghiêm túc vừa cố làm sao để tim không bị đập nhanh. Bỗng cục thanh niên bạn của Yamaza từ đâu chui ra làm Takuma giật mình suýt, thì rơi mất cục đàn ông ra ngoài, đã thế còn bỏ tay Yakumo ra, nhiệm vụ leo danh thất bại. Yakumo quay lại nói với nam chính là tim đập ồn quá, bảo nó im lặng đi. Ủa alo, tính để nó ngừng đập luôn mới vừa lòng hay gì? Cô hỏi anh có cách gì phục hồi AP lại, cho Natsuki không vì nghe giang hồ đồn anh có chiêu hồi phục hay lắm. Takuma mặt lạnh tanh đáp câu, mình có thể dùng năng lực đó tạo ra một cuốn sách nhưng từ sau vụ lễ hội, thì không thể làm lại nữa. Vừa hay Mutsumi làm việc xong rồi, nên cả hai đứa đi qua chỗ của cô làm nhiệm vụ hẹn hò bí mật tiếp theo. Ở một diễn biến khác, có cậu thanh niên bạn của Yamada ban nãy, cũng là fan cuồng của Mutsumi đang ngồi ngoài công viên đợi tặng quà cho idol, thì ác quỷ xấu xí tay cầm kiếm xuất hiện dọa người dân chạy loạn xì ngầu hết cả. Lên, Ichika và Futaba đã tới để chơi đùa với chú ta trong khi chờ hai đứa em biến hình. Kết giới đã được mở ra, hai công chúa Win Mutsumi cùng Yakumo tới rồi đây, chiến dịch đuổi bắt ác quỷ bắt đầu. Họ sẽ cần bay lảng vảng xung quanh làm sao cho con quỷ hoạt động nhiều lên, như thế AP của nó sẽ về không rồi tự động bay màu. Lúc ác ma sắp chém trúng Mutsu thì Yakumo đã cất giọng hát của mình lên làm chậm mọi thứ, thành công cứu bà chị một mạng. Sau đấy ba đứa trốn vào một góc, Takuma dò xem thì thấy còn đủ, mà chạy vì AP của con quỷ còn nhiều lắm. Yakumo vừa nghe thấy có tiếng động lạ thì lập tức mặt đất nứt ra, con quỷ chui lên chém điên cuồng. Ngay lúc này một mũi tên từ đâu bay ra đâm thẳng vào người ác ma làm nó nổ tung lanh tanh bành, không chỉ nó mà cả team nhà cũng bị quật cho sấp mặt. Tên quỷ xấu xí nhìn thấy Takuma nên đã chém cho cậu ta một phát, đừng thấy hổ chưa gầm mà tưởng là Hello Kitty. Takuma hừng hừng khí thế bật dậy giáng cho nó một cú đấm thần chết. Cậu đã sử dụng lại được năng lực hồi phục, tạo ra cuốn sách, nạp lại năng lượng cho hai cô gái tiếp tục chiến đấu. Chỉ 1 phút 30 giây sau, con quỷ đã bay màu. Ở một góc nào đó, thanh niên phản diện Taka chính là người đã phi mũi tên ban nãy. Thanh niên ngồi nghĩ giờ mình mà ló cái mặt ra thì kiểu gì cũng ngủng củ tỏi. Thế là cậu ta nói mình sẽ triệu hội bà nữ thần nào đó lên quýnh nhau tiếp. Choảng nhau xong, Natsuki tới đưa cho nam chính chai nước, cô còn khen Takuma ngầu lòi như quả bí ngòi nữa. Yakumo đi tới nhìn thấy hai người họ vui vẻ với nhau thì có chút chết trong tim, mà quay ra mắng Takuma là tên chết tiệt. Hôm nay sau khi tan học, Itsuzo chạy đi mua giúp chị Misa vài cuộn chỉ, nhìn cái tàu điện mà ngán ngẩm, bỗng có thứ gì đó chạm vào rít mình, không nghĩ nhiều chắc chắn là biến thái. Thế là Itsuzo quay nguýt lại tính đấm cho một cái, thì ai ngờ lại là Natsuki, hóa ra là tại cái não cá vàng, rõ là chị Misa dặn hai đứa làm phi vụ giải cứu mỹ nữ khỏi sờ soạng, mà lỡ quên mất. Takuma niệm thần chú 3 lần, đẩy Natsuki ra và cứu Itsuzo, cơ mà đang chuẩn bị hành động thì bị mấy anh cớm sờ gáy lôi thẳng lên phường. Bằng năng lực siêu nhiên nào đó, Takuma đã banh họng lên giải thích được mình không phải kẻ tình nghi, rồi quay lại tàu điện. Lúc cánh cửa mở ra thì thanh niên sợ sun cả vòi vì có quá nhiều người, ở đây làm hội chứng sợ đám đông tái phát. Thanh niên lấy hết can đảm đi vào, rồi nhằm thẳng tới chỗ hai đứa đang đứng đẩy một cái, nhiệm vụ leo danh hoàn thành. Ở một diễn biến khác, thằng nhóc Taka ra chợ mua tí mồi nhậu, được cái ở team phản diện nhưng lại rất được lòng hàng xóm. Mọi người xung quanh ai cũng yêu quý cậu ta vì thấy nhóc này là đứa trẻ ngoan. Taka đi về nhà, vừa mới mở cửa ra đã thấy cái bản mặt kinh tởm của Inukai. Cậu ta nói mình đã 3 ngày không ăn gì nên mau nấu cơm đi. Ấy thế mà thằng nhóc này lại bảo Inukai đi mà nấu, nhớ là làn ngon ngon để còn chuẩn bị đón bà công chúa nữa. Taka đang định sắp đổ ra đĩa,
thì bã công chúa tên Sở Cớt này đã ăn ngấu nghiến ngồi dạng háng phía sau. Inugai đi qua hỏi bà muốn ăn lẩu hay nướng, thế mà lại bị cái con hầu gái dẫm cho không thương tiếc. Bà công chúa tràn đầy niềm tin và hy vọng sẽ hoàn thành phi vụ bắt hội chị em cây cả dê mang vinh quang về cho ông bà bô nở mày nở mặt. Phía bên Takuma lúc này vẫn còn ở ngoài với Natsuki, con bé an ủi thanh niên cứ từ từ rồi cũng sẽ tự do tạo ra cuốn sách hồi phục thôi. Cậu ta có cầm cái túi gì đó, hóa ra là sắp có bài kiểm tra, nên đã đi mua vài cuốn sách tham khảo về ôn dần. Takuma cũng nói Natsuki đừng lười nữa, hãy chăm chỉ lên đi. Natsuki kiểu, yên tâm đi, cô vừa tậu kính mới rồi, đeo vào nhất định điểm thi sẽ cao lên, lên, có mà lên bằng mắt. Nhìn thấy con bé có vẻ hơi lạnh nên Takuma đã nắm lấy tay cô, con bé này mồm thì kêu oai oái không thích mà tay lại nắm chặt vào, ta nói nghiện rồi còn ngại. Bỗng Natsuki ngửi được mùi hơi toang trong góc tối phía trước, cô nói nó là một loại ác quỷ mới, có thể là một tà thần. Sau đó một cái bóng với vận tốc tên lửa lao ra, Natsuki lập tức cầm kiếm chém điên cuồng, con bé vừa sợ vừa lo đến nỗi tay run hết cả lên. Ấy thế mà lại là, bà chị cả Ichika nhào ra chỉ để thử độ nhạy của cô, đậu má chị. Về tới nhà, cô cả mắng Takuma một trận te tua tơi tả vì rõ, là người yêu mà lại chẳng đứng ra bảo vệ được cho con bé. Tuy là từ đầu phim đến giờ Ichika luôn theo dõi và bảo vệ, nhưng cô không thích nam chính của chúng ta cho lắm, thế nên cứ gặp lần nào là lại chửi lần đấy cho bõ ghét. Dù sao cũng quá muộn để đổi người rồi, nên cô dọa Takuma dám làm gì có lỗi, thì cô sẽ cho cậu ta đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức. Cũng may hội chị em đi vào giải vây cho Takuma, nếu không con tim bé nhỏ sẽ chết đứng trước ngọn gió Ichika mất. Thanh niên nam chính tính chuồn ra ngoài, thì quả thương của cô cả đã ở ngay trước mắt làm cậu ta chân đi lạnh toát, con gái gì mà ác hơn cả Mama Chue. Lâu ngày không gặp thì cứ hàn huyên buôn chuyện là được rồi, cứ thích để Takuma phải đứng trong phòng cùng mới chịu. Lúc Ichika chuẩn bị leo hạng cùng Takuma, cô đã nói thanh niên lôi cuốn sách với năng lượng hồi phục ra cho cô xem. Takuma cũng hăng lắm, hét tại khí thế này, kia nhưng cái kết lại hơi ỉu xìu vì cậu ta làm không có nổi. Futaba đoán trước thể nào cô cả, cũng sẽ lại mắng Takuma sùm cả lên nên đã nói ra Kumo, và Natsuki đi vào tém tém bà lại. Ở bên ngoài, mấy bà chị đang kể cho cô út nghe về sức mạnh của chị cả Ichika, bà khủng khiếp lắm, dù chỉ là á thần nhưng cũng phải ngang ngửa với mấy vị thần cấp cao. Mỗi tội có cái điểm yếu là làn da hơi nhạy cảm, bà có thể đánh hơi da kẻ địch qua việc cảm nhận trên da. Sau một hồi làm những thứ cần làm thì một Chika cũng đã biến hình xong xuôi, còn Takuma vẫn chưa hết sợ bà Mama Chui này. Biến hình xong thì bà cũng ngã cái mục xuống sàn luôn, tuy là mới chỉ ở level 1 nhưng bà cũng khét lắm rồi, chỉ là OP còn thấp lẻ tè. Nếu nó mà hết sạch thì sẽ ngã lăn queo như thế này, thậm chí là không đi lại được luôn. Quay về chỗ đội phản diện, bà công chúa này bà định sẽ tấn công hội chị em và khử Takuma, một cách nhanh gọn lẹ. Nói là phải làm ngay nên nay nó, và cả Inukai đã vác cái xác bay qua chỗ đội nhà thật. Vừa mới cất cánh được nửa đường thì va ngay vào cô cả Ichika. Chào các bé, chị đứng đây từ chiều, vừa gặp, Ichika đã giơ cây chọc lợn của mình ra, bật mốt sẵn sàng đi đường quyền. Trời bắt đầu đổ tuyết tạo thêm hiệu ứng cho trận đấu, bà công chúa bà tự tin gáy to mở quạt ra, khí thế hừng hừng tuyên bố nhường vị trí mở bát lại cho Inukai và con bé hầu gái, khôn như chị quê em đầy. Nói xong hai đứa kia cũng khởi động xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân, còn chưa kịp đổi bên thì Ichika đã lao thẳng về phía Inukai. Này thì dám động vào đàn em gái của tao, không những thế, dao chọc lợn cũng đã nằm ngay trên cổ bà hầu, chỉ trong 28 giây đã khiến con bé công chúa đứng hình á khẩu. Cái kết của việc gáy quá sớm. Taka thì vẫn đứng từ xa chờ team mình làm việc, nhìn thấy mùi hơi toang nhưng thanh niên không dám vào gần vì nhích cái thôi là, lên bàn ngay. Ichika tuy là chân tay bận rộn hết, nhưng cô vẫn cảm nhận được có người lén lút đứng phía sau mình. Bỗng có cái thằng nào khuya còn ra đường làm Ichika mất tập trung, thế là bà công chúa vội chạy qua chu choa cái ngỏ hôn bà hầu gái, triệu hồi cả đàn ác quỷ. Ui dào ơi, chắc mỗi chúng mày biết lấy đa số chơi thiểu số, mấy chị em cây cả gen đã có mặt. Itsuzo dùng xích chó thần trưởng của mình ra trói ngay một con lại. Takuma còn đang nhìn đống trứng của team đối diện suy nghĩ xem mang về luộc hay ốp nước mắm ngon hơn, thì bà công chúa đã té trước vì hai đứa kia bị vả cho sấp mặt rồi còn đâu. Ở nhà lúc này thì mấy anh chị bên dự báo thời tiết lại nói mùa đông năm nay sẽ rét kỷ lục. Sáng hôm sau, Natsuki mang theo bữa sáng xuống cho chị gái Shino, vì người nó ốm yếu từ nhỏ nên ở dưới phòng sách suốt, kết giới cũng là do con bé này tạo ra để bảo vệ đội nhà. Nhìn Natsuki suốt ngày khen thằng nam chính mà Shino cũng ngóng được gặp cậu ta. Hai đứa này vừa mới làm xong nhiệm vụ leo danh, hội chị em nhìn điểm kinh nghiệm của Ichika cả mà chán cả đời, cày cuốc như thế rồi mà vẫn trả lên được tí nào. Trả bù cho Natsuki, cứ làm nháy là điểm lên vù vù,
Chắc tại cái bà cả này không chịu xem Takuma là người yêu nên mới thế. Bảo mụ thử nói câu yêu đương gia tăng tình cảm mà cái bắt cứ đần ra. Bà bảo là sao chúng mình lại phải nhận cái thằng ngốc không thể dùng năng lực làm bạn tình. Tới tối hai đứa đi mua đồ cùng nhau trở về. Ichika khoe mình đã tìm ra quyển báo hay ho. Nó nói chỉ cần đọc nó là auto mạnh hơn. Đúng là già đầu rồi còn bị bọn đa cấp nó lừa. Còn Takuma thì khỏi hỏi đi. Kiểu gì cũng là mấy cuốn sách tài liệu ôn thi rồi. Sau khi ăn uống no nê, cả nhà ngồi lại họp gia đình bàn chiến thuật. Misa nói rằng bình thường triệu hồi quỷ cần một ngày để chúng nó đi đường. Nhưng nếu người gọi vẫn còn AP thì lại cứ cần là sẽ có ngay. Đứa nào đứa nấy đều căng não lên bàn bạc, mà cái bà cả Ichika vẫn chưa hết sốc, vì vụ ăn thịt lừa quyển tạp chí ban nãy. Thế nhưng lúc bà cả bà báo giá thì ối rồi ôi luôn, mỗi quyển 10.000 yên, mua cho mỗi đứa một cuốn, cả con chó cũng có phần. Không chỉ bà Ichika mất tập trung mà Natsuki cũng thế, tại ban nãy Takuma cứ giấu giấu, nên nó nghi cậu ta mua tạp chí người lớn về đọc. Bởi vì anh bô của cô cũng hay như thế mỗi khi mua bỏn về trộm xem. Đơ đơ đẩn đẩn thế nào lại còn uống nhầm cả chai Ankerhan đem lao động cơ của Kuzuji xỉn quắc cần câu. Vừa nhìn thấy Takuma đẩy cửa đi vào đã sấn sấn làm cậu ta suýt, thì lên cơn đau tim. Futaba mới nhờ Takuma đưa con bé về phòng, thì thương chọc lợn của Ichika đã dí vào cuống họng dọa nếu dám làm gì con bé, thì biết tay. Cũng may Misa và Mutsumi cầm quyển tạp chí lên giả vờ khen, hay mới giải vây được cho cậu ta. Ở một diễn biến khác, bà công chúa và vẫn không phục nên lại lết cái xác tìm tới chỗ hội chị em nữa. Cái gì chứ về khoản lên đồ thì Futaba chị đây, xong rồi vì hôm nay chị cân tim mà. Quay lại một chút hồi tối qua khi đang lên kế hoạch tác chiến, Ichika nói trắng ra với hai đứa em, rằng mình không có cửa để đánh thắng bà công chúa tin nhà bên. Vậy nên mình sẽ phải xử con người tình của nó trước, cô nói Futaba dụ lũ ác quỷ, để chúng không nhận ra sự di chuyển của Ichika. Misa có hơi lo vì level của chị Futaba chưa cao, lúc này Takuma đi vào, nói chiến thuật của mình cho ba đứa nghe. Thật là bất ngờ khi lần đầu tiên thấy thanh niên này gan như thế, còn y chang kế hoạch tác chiến nữa, ta nói làm cho mấy đứa há hốc mõm. Được rồi, ăn mày quá khứ thế thôi, quay lại về chỗ Futaba, không hổ danh là nữ hoàng, tay không vẫn chơi được cả mấy con quỷ. Sơ cất bây giờ vẫn thỏa sức gáy to như ngày nào, người có một khúc mà mồm như con vịt cái. Chị Futaba khịa cô nói ít thôi, đánh nhiều lên. Bên Ichika thì chưa được dễ ăn như thế vì đang chạy, thì bắt gặp con quỷ Kameza chạy bằng gì chưa rõ, vậy nên phải đổi đi đường khác. Cô cả nói phải nhanh lên trước khi tòa tháp mà Futaba tạo ra đổ sập, nhìn nó thế thôi nhưng năng lượng của nó rất ít, là đứa yếu nhất trong hội chị em. Chiêu dựng lâu đài tốn rất nhiều năng lượng, nếu có đủ, thì Futa có thể gọi ra bất cứ vũ khí gì bao gồm cả triệu binh. Nhưng vì quá yếu nên cô ấy không thể làm được, level càng cao càng khét, nhưng với level hiện tại thì chỉ có thể triệu hồi mấy cái tường. Nên Futaba mới phải đánh tay không. Được cái nó thấy bại không nản nên luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập, luyện luôn cả độ nhạy nữa, vậy nên mọi người mới gọi nó là nữ hoàng. Một mình chơi với cả đàn cả đống như thế, châu nó còn mệt nói gì chị Futaba, choảng nãy giờ oải hết người nên cô đã bị một con táng cho một phát rõ đau. Nhìn thấy con quỷ mập đực đang leo tường lên chỗ hội chị em đứng, Futaba dù bị thương nhưng vẫn cố gắng vùng dậy nẩng cho nó một phát. Chơi xong còn không quên cả khịa hai con nhãi danh bên kia. Đấy nghe xong nhìn mặt bà công chúa có khác gì con chó dại lên cơn. Ichika đã biến hình cầm cây chọc lợn dí thẳng về phía tim bên. Takuma từ đầu đã thấy có mùi sai sai, cũng may não kịp nhảy số, cậu chạy lên ngăn Ichika lại. Quả nhiên chúng nó đã giấu một quả trứng quỷ ấp nó, trong người làm kế hoạch tấn công hỏng hết. Takuma cõng theo cô cả cong mông chạy đi trốn vào góc, vì lúc này cô cả không thể tự di chuyển được. Takuma cố dùng năng lực nhưng không được, Ichika nói cậu hãy chạy về nhà trước. Họp nhóm lại, vì cậu ta là cái sạc năng lượng của cả nhóm, lỡ mà ngủm cái là cả đội cũng toang. Các bạn nghĩ Takuma sẽ đi luôn ư? Không nhé, Takuma bắt đầu lên level cho Ichika, làm nhiều lần rồi nên chả còn bỡ ngỡ nữa. Bà Sở Cớt đang tự tin phát ban nãy chắc chắn xử được cả hai, thì anh chị đã quay lại và lợi hại hơn xưa, Takuma còn lên cả đồ xinh xẻo rồi cơ, cậu đã có thể sử dụng năng lực của mình. Thấy anh đẹp trai hơn chưa cô bé? Ichika chọc nhẹ nhàng, bức tường bảo vệ của con nhóc vỡ lanh tanh bành, xong cái nó bắn trả hai đứa vài phát, bạn thân nhưng thân ai nấy lo nên Ichika phi thẳng tới chỗ Sở Cớt, kệ sử Takuma chơi một mình. Natsuki trên con xe đạp thống nhất như bay phi tới chỗ nam chính, vừa gặp lại hôn nữa kích hoạt chế độ biến hình. Bà công chúa thấy thế thì hốt tất liệt lắm, xong cái hai đứa nó bắt đầu niệm thần chú tạo ra cái kết giới triệu hồi tim, Futaba cũng nhanh tiếp chiêu dựng lên tòa lâu đài. Một quả trứng quỷ nở ra bà hầu gái lại hợp nhất với nó, Natsuki dựng ba thanh kiếm lên dặn Takuma đứng yên trong này, còn mình thì ném kiếm chọc tiết mụ ta nhưng không thành.
mụ này khét quá, nháy cái đã chọc thủng kết giới mà Sino tạo ra, đội nhà tàn tạ tan tác, con nào con nấy thở hổn hển. Kết giới không còn, nên người dân bên ngoài bị bà công chúa cho ác quỷ nuốt linh hồn của họ. Một quả cầu to ủnh được tạo ra, Takuma đã lấy thân mình chắn lại. Người cậu ta sáng rực lên thứ ánh sáng đó làm cho quả cầu tím red bay màu, con quỷ cái vỡ vụn, bà sờ cất cùng chị hầu gái bị quật cho không trượt phát nào. Người tình của con bé như lên cơn hen suyễn, thở lấy thở để đớp oxy, Ichika chĩa cây chọc lợn về phía bà công chúa, bỗng cô nhìn thấy khóe mắt con hầu gái nứt ra. Chưa kịp phản ứng thì hai đứa đã kéo nhau chạy mất, mà Takuma cũng tàn không kém rồi, nhìn thấy lính cứu hỏa đi tới, cô cả nói hai đứa mau tránh mặt trước đã. Phía bên này, thằng nhóc Taka đã tìm ra cái chậu cây có các tinh thể năng lượng của hội chị em cây cà gem. Misa thì bị trói, cái thằng Inugai còn cố dùng chân phá cái kén, mà mấy chị em đang trốn trong đó. Taka nói cậu ta nên té thôi, trước khi gặp rắc rối. Trước khi rút, Inugai còn không quên dùng mấy cái răng di động của mình cắn Misa một miếng. Sau trận chiến máu lửa, Futaba vừa mới tỉnh lại đã hỏi mấy đứa em có sao không. Ichika nói với cô về Misa, cũng may những sợi chỉ nó răng sẵn trên người đã tự khâu vết thương lại. Takuma đang chữa thương cho con bé nhưng mãi chưa thấy tỉnh, ai nấy đều sốt sắng, cậu nói mình không cảm nhận được linh hồn của chị Misa. Thế là cậu ấy bắt đầu phi vụ giải cứu linh hồn của cô, chỉ thấy trong một không gian nào đó, cậu ta đánh bay lũ nhảy nhơm nhớp, cõng chị gái tìm đường ra khỏi bóng đen quỷ quái. Thấy Takuma đã gần kiệt sức, Misa nói cậu hãy bỏ mình lại vì cô không thể để cậu hẻo ở đây được, nhưng đâu phải cứ lúc nào người lớn nói là cũng phải nghe. Takuma biết mình không thể trực tiếp choảng nhau, nên cậu muốn cố gắng hết sức để hỗ trợ tất cả. Thanh niên tâm sự với chị máy bay rằng sau bao chuyện xảy ra, cậu muốn lột xác trở thành Smen, đàn ông đích thực để có thể trở thành trụ cột gia đình, còn cân tim nữa chứ. Đấy tâm sự chút xíu thôi là hoàn thành phi vụ giải cứu rồi, Misa vừa mở mắt, đàn em nheo nhóc đã ôm chầm lấy cô, suýt thì làm nó chết ngạt, cô cả đứng ngoài mà cũng mừng rớt nước mắt. May mà thằng bên gánh mình oằn lưng, suýt nữa là bị đăng xuất khỏi trái đất rồi. Sino cũng đã khỏe hơn để đi ra gặp mọi người, ôi cái sắc đẹp này nhức nách quá. Hôm sau, khi lên trường, Takuma cảm thấy hội chứng sợ người của mình đã giảm đáng kể, mấy cái vấn đề như sợ quá không dám làm bài cũng không còn. Itsuzo và chị idol dò điểm xong vội gọi hai đứa qua xem, Chuchama ơi, tin được không, Takuma vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng không phải từ dưới lên nữa, hạng một to đùng luôn. Ba chị em thấy thế còn vui hơn cả mình đứng đầu bảng, cuối cùng lời hứa của với mẹ cậu năm đó cũng đã thực hiện được. Thế là câu chuyện về anh chàng to cao cùng chín chị gái đến đây là hết rồi. Tôi ước một ngày cũng có chín cô vợ như này, các bác có bị giống tôi không? Xem tới đây rồi thì đừng quên tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như lắc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hay ho nào từ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại!